GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gam Lộ Mua Bán nha. Thì mình cũng tiếp tục, hôm nay là mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game nữa nha, của cái trang là yêugame.net nha anh em. Thì cũng là cái game theo lượng nha anh em. Đây, thì con Elura Ran nha. Đó, thì con này mình đã cũng có, đã up lên YouTube rồi, nhưng mà không phải là của cái trang này nha anh em. Thì mấy anh em là muốn chơi cái con này của trang này thì mấy anh em phải tải và cài đặt lại nha anh em. Đó, thì Elura Ran thì anh em có thể tải tại đây nha. Đây, tải đây ha. Đó, tải đây. Đó, thì lên Google nha anh em. Đó, rất là ok nha. Đó, tại đây ha. Hoặc là con này thì sẽ free cho mấy anh em là tuôn nha, tuôn kim cương nha anh em. Thì anh em nào muốn tuôn full thì mấy anh em donate nha. Đó, của trang là yêugame.net nha anh em. Thì mấy anh em lấy cái tuôn free là tại đây nha. Đó, tuôn free ha. Thì cái trang này mình cũng đã giới thiệu một lần rồi. Đó, cũng rất là ok nha anh em, rất là dễ luôn nha anh em. Thì hiện tại cái con Poker thì cái con này là do là đang bị phá rất là nhiều cho nên là nó hay bị treo nha anh em. Đó, thì anh em nào mà muốn chơi con này thì mấy anh em cứ đợi nha anh em. Họ đang bị phá rất dữ luôn. Rồi, quay lại cái con Elura Ren ha. Thì mấy anh em chọn tuôn phi ha. Thì ở đây nó có nè, Elura Ren nè, nó mấy anh em nhấp vô đây ha. Thì những cái con trên cái trang này á, những cái con trên cái trang này á, thì mấy anh em cứ free tool với mấy anh em hết ha. Free tool kim cương, kim nguyên bảo nha. Còn tool phone thì mấy anh em phải mua hoặc phải donate nha. Đó, thì mấy anh em cứ vào cái tool free này, mấy anh em chọn đúng cái tên game của mấy anh em chơi thì mấy anh em tool nha. Đó, thì Elura Ren ha, mấy em nhấp vào đây. Đó, thì ở đây. Ở đây thì mấy anh em chọn máy chủ ha. Đó, thì chưa mới một máy chủ thôi nha. Thì mấy anh em nhập cái tài khoản nha. Đó, thì ở đây mấy anh em chọn cái chức năng nạp nha anh em. Đó, vừa nạp kim cương nè, đó. Rồi, mấy anh em nhập số lượng nha. Đó, thì rất là đơn giản thôi nha anh em. Đó, thì mấy anh em chọn đây. Đó, tôi thành công nha anh em. Đó, ok nha. Cái này là nạp kim cương là trực tiếp game ha. Còn cái này là nạp xu. Nạp xu là mấy anh em có thể mua những cái gói xu trong game nha anh em. Gói bán xu trong phần VIP rồi đó. Thì mấy anh em cứ test thử ha. Đây. Rồi nạp thêm kim cương nha anh em. Thêm thử ha. Có giới hạn ha. Ở đôi khi thì có những cái game thì AD sẽ giới hạn tool để tránh sập game á, cho nên anh em cứ test thử về số lượng nha. Đó, ở đây mình test thêm 6 con số 9 ha. Đó, nhưng ok nha anh em. Đó, thì anh em tool chừng này thôi là anh em xài chưa có hết đâu. Nói chung là rất là nhiều nha. Rồi, thì bây giờ mình qua game nha anh em. Thì game này đã được duyệt quá nha anh em. Đó, thì lần trước mình qua đã giới thiệu cái web này rồi. Nó anh em nào muốn nâng cấp member ha thì vào đây nha anh em. Đấy, nâng cấp member ha. Đó, đây là cấp bậc member ha. Đó, cấp bậc phi nè, cấp bậc 99k, cấp bậc 150k nha anh em. Đó, 150k thì sử dụng tất cả các tool vĩnh viễn luôn nha, tất cả các game của trang này nha anh em. Đó, rất ok luôn. Anh em chỉ cần bỏ ra 150k thôi, anh em chơi thoải mái, phá thoải mái luôn. Rồi, mình qua game nha anh em. Rồi, đây là giao diện game nha anh em. Đó, đang load vào game nha anh em. Thì đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Thì mấy anh em có thể đăng nhập tại đây nha. Ở đây anh em gõ tài khoản mật khẩu bất kỳ, chọn đăng ký bên tay phải nha. Xong anh chọn đăng nhập, anh em chọn đăng nhập nha anh em. Đó, số 1 nha anh em.
Đó, mấy anh em thấy mới vừa vào game đã có kim cương cho mấy anh em nha. Đó, rất là ok nha. Thì khi nãy mình tôn đó anh em. Đó, rất là ok nha. Thì mấy anh em dùng kim cương này, mấy anh em... cái này là mình nói là mấy anh em chơi phi á nha, chơi free á. Còn anh em nào tôn full nữa thì rất nhiều kiểu chơi nha. Này mình chỉ nói là mấy anh em mà chơi free á, free tôn kim cương xong không đó nha. Thì mấy anh em dùng kim cương, mấy anh em... quay tướng nha, đó, xếp lập đội hình đồ các kiểu ha, rồi để mình chơi nha anh em. Đó, ra một con 5 sao ha, đó, nhân phẩm cũng tốt anh em, hai con 5 sao luôn, đó, đó được hai con tướng 5 sao ha anh em, đó rất là ok luôn nha. Rồi thì mấy anh em cứ tiếp tục, đối với những anh em nào mà chơi free nha. Đó. Đó. Rồi, xong rồi. Mình ship đội hình nha anh em. Tướng vàng ha, đó. Ok. Chiến thôi. Rồi, phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. À, đây là mình giới thiệu cho những anh em nào mà chơi free ha. Còn anh em nào chơi muốn chơi full á, muốn chơi này kia nọ thì mấy anh em donate nha. Đó, số tiền donate và đăng ký thành viên thì rất là ít nha. Mình cũng đã giới thiệu qua rồi thì mấy anh em có thể liên hệ AD Game nha. Rồi phần giới thiệu con game Aurora Ren của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. この剣を